Đánh đi. Sợ chứ, nguy hiểm vãi. Mày biết sao không? Qua con cúp, thằng chồng nó, chồng nó đi xem đá bóng, không về, chắc là rượu bia và xong lại đi đá ấy. Ui, tao còn mày cán. Cáo, cá luôn. Nhưng tao cá vợ thắng. Tao cá chồng thắng. 5 lít. Ok. Ok. Thua đừng kêu. Ok. Thế nhở? Thật vào nhá. Ôi, trời hôm nay nắng nhập. Ôi, nhiều sao nữa. Nhìn con trộm báo thế mà sao nó ngỡ này nhỉ? Ô, thế mày không biết ạ? Mày không xem thế giới động vật à? Con hổ, con báo có bao giờ bật lại con sư tử không?